Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định sửa đổi bổ sung tiêu chí xã huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Việc sửa đổi bổ sung này sẽ có tác động trực tiếp như thế nào đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Hỏi đáp nông thôn mới. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây sẽ là thách thức không nhỏ tại các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phóng sự sẽ được chúng tôi phản ánh trong phần cuối của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông thôn mới chúng tôi vừa cập nhật. Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động sức dân trên 127 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tự nguyện hiến gần 5.000 mét vuông đất ở, hơn 25.000 mét vuông đất nông nghiệp. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, liên thôn được cứng hóa. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%, 4 trên 4 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao. Hưng Yên hiện có 44 xã phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 được Bộ Y tế ban hành. Trong đó, thành phố Hưng Yên có 15 xã phường được công nhận, huyện Yên Mỹ có 13 xã được công nhận, huyện Phù Cừ có 8 xã được công nhận. Đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,8%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 19,4%. Giai đoạn 2021-2023, huyện Ân Thi đã huy động được gần 1.688 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Ân Thi có 7 trên 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2024, huyện Ân Thi cần tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí của 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí hộ nghèo, giáo dục, quy hoạch, văn hóa. Làm đường giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và làm mới được gần 200 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Tiêu biểu như huyện Kim Động hơn 41 km, huyện Yên Mỹ gần 30 km, huyện Phù Cừ hơn 23 km. Các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, góp sức mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới. Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, lựa chọn được sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thời gian tổ chức bình chọn cấp tỉnh và lựa chọn sản phẩm đăng ký bình chọn cấp khu vực từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 8 tháng 4 năm 2024. Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý. Hiện đã triển khai một số công trình xử lý nước thải khu dân cư tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, công suất 470 mét khối trên ngày, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, công suất 400 mét khối trên ngày. Đồng thời đã triển khai một số mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cụm hộ gia đình tại thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Các huyện thị thành phố đã lựa chọn được 451 vị trí có thể đáp ứng xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt và đang tiếp tục rà soát bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt tối thiểu 10%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%, tập huấn cho ít nhất 1.000 lượt hộ sản xuất nông sản hàng hóa về kỹ năng số. Đến năm 2030,
100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt tối thiểu 20%. Hiện đang là thời điểm thị trường cây giống nhộn nhịp, những nhà vườn ươm cây giống ở huyện Khói Châu tấp nập xuất bán cây giống cho người dân trong và ngoài tỉnh. Toàn huyện có 131 hectare ươm cây giống tập trung tại các xã Tân Châu, Đông Ninh, Bình Minh, Tân Dân. Xã Tân Châu có hàng trăm hộ làm nghề ươm cây giống tập trung ở thôn Mãn Hòa với diện tích trên 200 mẫu. Thời điểm này, trung bình mỗi cây giống có giá bán từ 5.000 tới 50.000 đồng. Ngoài một số giống cây ăn quả truyền thống như bưởi, cam, nhãn, những năm gần đây, các nhà vườn trong huyện đã ươm thêm nhiều loại giống cây mới như xoài, hồng xiêm, mít, vú sữa. Trung bình, mỗi sào ươm cây giống mang lại cho người dân thu nhập từ 20 triệu đồng trên năm trở lên. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 211 QĐ-TTg ngày 1 tháng 3 năm 2024 về sửa đổi một số tiêu chí chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Việc sửa đổi bổ sung này nhằm mục đích gì và có ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên? Sau đây, mời quý vị đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào ông Lê Trung Cần ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định sửa đổi và bổ sung tiêu chí xã huyện nông thôn mới nâng cao. Vậy thì việc sửa đổi này nhằm mục đích gì ạ? Để đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thì ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 211 về việc sửa đổi một số tiêu chí chỉ tiêu trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Vâng, thưa ông, vậy thì việc sửa đổi và bổ sung này thì sẽ có tác động trực tiếp như thế nào đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ạ? Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên của chúng ta đấy, nếu theo như quy định cũ thì cũng có những các cái khó khăn bất cập. Ví dụ đối với tiêu chí giao thông trên địa bàn của tỉnh ta thì có những huyện, trung tâm huyện thì không có bến xe, nhưng trên địa bàn huyện thì có những cái bến xe đáp ứng cái yêu cầu về vận tải hành khách. Thì nếu như là theo quy định như cũ như trước đây là cứ yêu cầu phải tại trung tâm huyện thì sẽ khó. Thế nhưng mà theo cái quy định mới thì miễn là trên địa bàn huyện có được các bến xe đạt loại 4, nếu như là đối với huyện nông thôn mới đạt từ loại 3 trở lên đối với huyện nông thôn mới nâng cao là được. Tôi cho rằng đây cũng là một cái điều chỉnh rất là phù hợp với thực tế. Thế và cái thứ hai nữa là tỉnh Hưng Yên chúng ta ấy, thì cũng là một trong những tỉnh mà chúng ta chưa thực hiện cái việc sắp xếp lại các cái trạm của ngành nông nghiệp tại huyện, ví dụ như là trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông để xây dựng cái trung tâm kỹ thuật nông nghiệp. Theo quy định mới đấy, đánh giá cái đơn vị được giao chức năng kỹ thuật nông nghiệp đấy, thế thì chưa có cái trung tâm theo như quy định nhưng đang có các cái đơn vị được giao thực hiện cái chức năng về kỹ thuật nông nghiệp và hoạt động hiệu quả là đã đạt yêu cầu. Đấy là những cái mà tháo gỡ những các cái khó khăn vướng mắc bất cập ngay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chúng ta. Thưa ông, trong văn bản này thì có nêu ra việc có thu hồi quyết định công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Chính từ cái quyết định này đấy thì yêu cầu các địa phương là phải liên tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các cái tiêu chí để đáp ứng với cái yêu cầu ngày càng cao. Xét thấy đơn vị nào đó, cấp xã hoặc cấp huyện không còn đáp ứng được các tiêu chí nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu mà đủ yếu tố, đủ điều kiện theo quy định thì có thể xem xét để thu hồi. Trong cái thời gian vừa qua đấy thì ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên tiến hành cái việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện cái việc rà soát các cái nội dung, các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn
Đấy, và nhất là giai đoạn 2021-2025 là có những yêu cầu cao hơn hẳn so với giai đoạn 2016-2020. Xin cảm ơn ông về những trao đổi ngày hôm nay ạ. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, từ 1 tới 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Đây là mục tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu sẽ phải nỗ lực quyết tâm rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã có 102 trên 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 73,4%. Có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 26%. Thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hảo đã hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các địa phương còn nhiều xã chưa đạt nông thôn mới nâng cao, bao gồm huyện Ân Thi 13 trên 20 xã, huyện Khói Châu 9 trên 24 xã và huyện Yên Mỹ 8 trên 16 xã. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, các địa phương đã chia sẻ những khó khăn, thách thức đang gặp phải trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Được 8 xã, có mấy xã mà chúng tôi sát nhập vào, còn lại 5 xã thôi. Tiêu chí giao thông, tiêu chí giáo dục và tiêu chí văn hóa, đây là những cái tiêu chí còn thiếu. Ví dụ như là chúng tôi đây là cái quy hoạch, đến kỳ quy hoạch của các xã rồi, nhưng chúng huyện chưa làm. Thì vừa rồi qua cái thẩm định cái nông thôn mới cuối năm của 2023 thì vừa rồi chúng tôi đã chỉ đạo thì các xã thì cũng đã bắt tay vào thực hiện. Thế và cũng hai nữa là quy hoạch huyện thì chúng tôi cũng đang tập trung, đang chờ phê duyệt. Cái giao thông, ví dụ như là ở Ngọc Long về giao thông thì chỉ có giao thông nội đồng thôi, thế còn lại là toàn bộ các giao thông đường làng ngõ xóm nhựa hóa hết rồi. Văn hóa thì đến thời điểm này thì cũng có 11 thôn, thì cũng là cơ bản 11 thôn là có nhà văn hóa. Đấy, vừa rồi thì tỉnh cũng là tập trung cho huyện thì và huyện cũng đã bỏ kinh phí ra để cho các thôn phấn đấu là trong 2024 thì chúng tôi sẽ về đích. Trong đó thì có 5 xã là nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các cái chỉ số phụ vấn thì về cơ bản đều đạt tốt cả, nhưng có những cái chỉ số chính về quy hoạch và về tỷ lệ hộ nghèo thì vẫn là chiếm cái tỷ lệ cao, gây khó khăn cho công tác xét duyệt. Thì riêng cái công tác quy hoạch thì Ân Thi đã triển khai các công tác quy hoạch của vùng huyện. Đợi quy hoạch của tỉnh được phê duyệt xong thì quy hoạch của huyện sẽ được cập nhật ngay và đồng thời sẽ triển khai quy hoạch của các xã. Còn cái vấn đề tỷ lệ hộ nghèo thì cũng rất là khó khăn, bởi vì do cái điểm xuất phát thấp mà cái công tác chuyển dịch kinh tế xã hội của Ân Thi, mặc dù trong vài ba năm qua thì cái tốc độ tăng trưởng của Ân Thi rất là nhanh, mà tăng trưởng nhanh đa phần là do việc đầu tư các khu cụm công nghiệp vào trên địa bàn và định hình được sự phát triển ở một số xã phía Bắc. Còn lại cái hộ nghèo để thoát nghèo thì nó phải có thời gian để giải quyết cái công ăn việc làm, phải có một cái lộ trình nhất định. Xử lý hộ nghèo vẫn còn rất là khó khăn. Năm 2024 thì để hoàn thành được tất cả các xã về đích trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng không thể. Những khó khăn tại các địa phương đến từ tư tưởng trông chờ vào nguồn ngân sách đầu tư của cấp trên hoặc chủ yếu dựa vào nguồn thu sử dụng đất, chưa quan tâm huy động các nguồn lực từ địa phương. Một số đơn vị còn chậm trễ, thiếu liên kết với các ban ngành liên quan khiến công tác tham mưu tổng hợp còn nhiều khó khăn. Cái nguồn về đấu giá đất thì bây giờ hiện nay cũng đang khó khăn, thì cũng đề nghị là có cái nguồn kinh phí cho cái việc mà xây dựng các cái công trình về môi trường. Ví dụ như Phú Cư đã xây dựng được 5 công trình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn và sẽ có kế hoạch xây dựng tiếp là 8 công trình nữa. Nhưng tuy nhiên thì đang khó khăn về nguồn kinh phí. Nhiều cuộc họp thì các huyện cũng có cái đề xuất hỗ trợ cái vật liệu xây dựng cơ bản, kiểm tra hay là đi qua các cái tuyến đường mà trước đây là chúng tôi đã kiểm tra thì nó xấu hơn. Thậm chí có những chỗ bây giờ cỏ khi cao hơn cả hoa rồi. Năm 2024, Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có 1 tới 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với các địa phương có tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao còn ở mức thấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đề nghị thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Các sở ngành thường xuyên chủ động rà soát văn bản, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới,
không chạy theo thành tích, tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.